Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với lớp học của cô Nhi nha. Và hôm nay cô sẽ cho các bạn một cái tình huống như sau. Ví dụ như là còn 5 phút nữa hết giờ mà mình đói bụng quá, cái mình rủ cái đứa kế bên đi ăn. Ê, tí nữa mình đi ăn được không? Vậy cái câu đó tiếng Anh mình nói như sao? Rồi ví dụ như là thầy giáo bước vào lớp, xong rồi cái thầy hỏi là bây giờ các bạn muốn làm bài kiểm tra một tiết hay là muốn học bài mới, xong các bạn lập tức trả lời liền thầy ơi bây giờ mình học bài mới thì thầy đừng kiểm tra. Vậy cái câu đó tiếng Anh nói làm sao? Vậy thì hôm nay đây chính là cái chủ đề mà cô muốn chia sẻ với các bạn ha. Chúng ta sẽ học đưa ra một cái yêu cầu, lời mời hoặc một cái đề xuất trong tiếng Anh, và trong tiếng Anh cô gọi đó là suggestion các bạn ha. Rồi đến với bài học ngày hôm nay, cô sẽ chỉ các bạn hai nội dung để mình thành lập một cái lời yêu cầu đề nghị. Đầu tiên là với cấu trúc let's, tiếp theo là với cấu trúc what about hoặc là how about các bạn nha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến phần đầu tiên của bài học ngay thôi nào. Ok, với cấu trúc let's thì các bạn nhìn vô cái ví dụ này giùm cô ha. Cô có let's play football. Let's play football. Chúng ta hãy cùng chơi đá bóng đi nhé. Đó là cái câu tiếng Việt ha. Vậy thì bây giờ cô sẽ phân tích một xí về cái câu tiếng Anh nha. Let's là có chút let's các bạn ha, đứng đầu câu nè. Rồi đằng sau chữ let's là chữ play, mà play này đang là một động từ nguyên mẫu đúng không? Rồi đằng sau play là đá bóng, football là một từ ngữ hoặc là thông tin cần thiết nếu có. Vậy từ cái câu ví dụ này mình suy ra cái công thức được không mấy bạn? Được không? Được chứ sao không, đúng không? Vậy thì cái công thức của chúng ta sẽ là let's mình đưa xuống, play là động từ nguyên mẫu đưa xuống. Vậy thì đằng sau let's chúng ta sẽ dùng một động từ nguyên mẫu, rồi tân ngữ hoặc thông tin cần thiết nếu có. À các bạn ơi, cô đố các bạn nha, cái chữ phẩy s này là mình viết tắt của chữ gì vậy ta? Có phải là viết tắt của to be is không? Suy nghĩ coi phải không nha. Bạn nào mà trả lời là dạ đúng rồi cô, cái phẩy s này là viết tắt của to be is á, thì không bé ơi nha, sai nha, sai. Rồi, tại sao sai bây giờ cô sẽ bật mí cho các bạn nè. Đầu tiên á, là cái phẩy s này là viết tắt của tân ngữ us các bạn ha, mà tân ngữ us là chủ ngữ của nó là we đó. Thì cái bài mà tân ngữ và chủ ngữ á, về những cái đại từ thì mình sẽ được học ở những lesson sau các bạn nha. Rồi, vậy thì let's viết tắt của let us. Nhớ giùm cô nha, us. Vậy thì cái chữ let us này mình dịch là chúng ta hãy làm một điều gì đó, chúng ta hãy làm gì đó đi. Để các bạn nắm rõ hơn về cấu trúc let's thì cô sẽ mời các bạn đi đến phần luyện tập giùm cô nha. Ok, bây giờ cô có hai câu tiếng Việt nè, rồi cô muốn các bạn dịch cái câu này bằng tiếng Anh với cấu trúc let's giùm cô đi. Dễ mà đúng không? Rồi đầu tiên mình phân tích đề trước các bạn ha. Làm gì thì làm, mình đọc vô cái bài mình phải coi kỹ cái đề trước, rồi mình hãy đặt bút mình làm nha. Chúng ta có nè, chúng ta hãy đi sở thú nhé. Chúng ta hãy đi sở thú nhé. Rồi, mà hồi nãy mình nhớ lại cái công thức của mình vừa mới học đi. Let's nè, rồi cộng động từ nguyên mẫu nè, rồi cộng tân ngữ. Vậy thì cái câu này mình sẽ viết xuống như thế nào? Cho các bạn 5 giây suy nghĩ nha. Rồi các bạn phải cố gắng động não lên và phải học hỏi và tìm tòi, phải suy nghĩ nhiều lên thì mình mới giỏi được. Ok nè, dễ lắm, tin cô Nhi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check đáp án các bạn nha. Let's go to the zoo. Rồi chúng ta hãy được tóm gọn bằng chữ let's, động từ đi là chữ go, là động từ go các bạn ha trong tiếng Anh. Thì cái chữ go này nó quá là quen thuộc với mọi người đúng không? Hầu như là các bạn nào cũng biết cái chữ go hết, là đi đến đâu. Thì bây giờ đi đến đâu thì mình sẽ là go to các bạn ha. Sở thú trong tiếng Anh là the zoo. Vậy thì cô có nguyên một cái câu hoàn chỉnh là let's go to the zoo. Dễ ha. Rồi bây giờ mình đến cái câu số 2 giùm cô nè. Chúng ta hãy cùng làm bánh kem nhé. Chúng ta hãy cùng làm bánh kem nhé. Vậy cái câu này mình viết bằng tiếng Anh như thế nào các bạn? Y chang câu trên luôn, hay có một số từ thôi. Rồi 5 giây suy nghĩ nha. Cố lên các bạn ơi, động não lên. Dễ mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau check đáp án các bạn nha. Đáp án của cô sẽ là let's make the cake together. Let's make the cake together. Chúng ta hãy viết xuống là let's làm. Chúng ta có động từ làm trong tiếng Anh là make ha, làm, và đằng sau let's thì chữ make của cô, make của cô đang là một động từ nguyên mẫu. Rồi bánh kem sẽ là the cake, cùng nhau làm together. Vậy thì câu hoàn chỉnh của cô sẽ là let's make the cake together. Dễ ha. Rồi, vậy thì chúng ta vừa mới đi xong với cấu trúc test. Bây giờ cô sẽ chỉ các bạn tiếp. Mình đưa ra một cái đề xuất, một cái lời mời bằng một cái cấu trúc khác các bạn ha. Đó chính là cấu trúc how about và what about. Ok, cấu trúc này cũng dễ lắm. Bây giờ mình sẽ đi đến phần ví dụ phân tích trước các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ sử dụng how about và what about để đề xuất hoặc mời hoặc là yêu cầu ai đó. Nhưng mà hai cái anh này á, tuy là nó khác có chữ how và chữ what, nhưng mà nó là xem nghĩa với nhau. Các bạn sử dụng một trong hai anh cũng được các bạn ha. Nó không có khác về nghĩa đâu. Rồi, đầu tiên thì các bạn nhìn xuống ví dụ giùm cô nha. Cô có how about ice cream. How about ice cream. Hoặc what about ice cream? What about ice cream? Thì hai câu này xem nghĩa với nhau, tương đương nghĩa với nhau ha. Rồi, cái câu này có nghĩa là vậy thì còn kem thì sao? Chúng ta hãy ăn kem đi đó. Nghĩa là vậy. Vậy còn ăn kem thì sao? Ha. Vậy thì các bạn nhìn đằng sau how about và what about trong ví dụ này, cô cộng một danh từ ice cream. Vậy thì từ đây mình suy ra công thức được không mấy bạn? Được nha. Vậy thì công thức của mình sẽ là 2 bát. Rồi, vậy thì đằng sau how about và what about chúng ta cộng với một danh từ các bạn nha. Nhớ nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi đến một cái cấu trúc khác, cũng là how about và what about, nhưng mà ví dụ như là mình nói là vậy thì ăn kem thì sao, đúng không? Bây giờ mình không muốn nói vậy ăn kem thì sao, mình muốn nói một cái câu nó phức tạp hơn, nó có động từ trong đó nữa. Thì lúc này các bạn không thể sử dụng how about và what about đơn giản cộng với danh từ nữa, mà mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc khác, đó là sử dụng với một children các bạn ha. Mà children ở đây là gì mấy bạn? Có nhiều bạn không biết cái chữ children đâu, mà mình nói verb in cái là biết liền đúng không? Thì cái children này chính là verb in các bạn ha. Và children đó là một danh động từ. Thì các bạn nào mà muốn hiểu thêm về danh động từ thì chúng ta có thể mở cái bài danh động từ ra để học, và cô sẽ có cung cấp cho các bạn cái bài học về nó sau này. Ok ha. Rồi các bạn nhìn dùm cô nè. How about watching a movie? How about watching a movie? Rồi tương tự bên dưới what about ghi y chang lại. What about watching a movie? Hai câu này xem nghĩa với nhau, có nghĩa là vậy chúng ta đi xem phim đi. Vậy chúng ta đi xem phim đi. Rồi vậy thì từ cái câu ví dụ này các bạn suy công thức giùm cô được không? Trời ơi, tiết lộ đến vậy rồi mà không biết nữa là bó tay nha. Rồi mình sẽ có cái công thức khung của nó như sau. How about hoặc what about chúng ta cộng với một gerund, tức là động từ thêm in, rồi cộng với tân ngữ hoặc không tin cần thiết nếu có. Và các bạn nhớ ha, cái gerund này nó cũng là một danh từ, nó được thành lập bởi động từ, nó mang tính chất là danh động từ, là một động từ thực hiện chức năng của danh từ. Nghe rất là mới lạ đúng không? Rồi vậy thì nếu như mà bạn nào mà muốn học sâu hơn thì nhớ mình mở cái bài đó ra mình học nha. Rồi bây giờ cô muốn các bạn sẽ nắm vững cấu trúc này hơn thông qua cái phần luyện tập của mình. Ok, cô có hai câu ví dụ như sau. Vậy còn cái áo len màu đỏ này thì sao? Mình phân tích đề trước các bạn ha. Vậy còn cái áo len màu đỏ này thì sao? Mà cái áo len đó cô không nói gì đâu nha, cô không có bật mí đâu nha, nhưng nó là danh từ á, không nói gì đâu. Ok, vậy thì mình sẽ sử dụng cấu trúc how about và what about đúng không? Thì chắc chắn hai anh này phải đứng đầu rồi. Rồi sau đó cộng gì á, cô đâu có nói gì đâu ta, danh từ nha. Ok, bây giờ mình sẽ check đáp án các bạn nha. Check đáp án của câu này trước. Rồi cô có how about this red sweater. How about this red sweater tương tự ha, đồng nghĩa với what about this red sweater. Alright. Rồi cô có how about và what about đứng đầu. Tiếp tục cái áo len màu đỏ này. Rồi this red sweater, đây là một cụm danh từ các bạn ha, cái áo len màu đỏ này. Rồi tương tự mình có thêm một cái câu bên dưới nữa. Vậy chúng ta chơi bowling thì sao? Vậy chúng ta đi chơi bowling thì sao? Rồi các bạn 5 giây suy nghĩ nha. Cố gắng động não lên. Khi mà mình vừa mới học một cái kiến thức đó mà mình luyện tập liền, mình đặt câu liền thì mình sẽ nhớ nó lâu hơn á. Cho nên là các bạn phải siêng năng lên. Và những cái bạn nào mà thích tìm tòi, động não, siêng năng là lúc nào học cũng thành công hết đó. Đi sau này đi làm cũng ok luôn. Cho nên là cô muốn các bạn phải tập cái thói quen đó. Mình động não một tí các bạn ha. Ok, bây giờ cô sẽ check đáp án để xem coi đáp án của các bạn có trùng khớp với đáp án của cô hay không. Ok. Rồi, cô có How about playing bowling? Hoặc What about playing bowling? Rồi, how about, what about đứng đầu câu. Trời, cái này là dễ quá rồi. Mình viết là mình viết nó liền ha. Rồi, cái động từ chơi trong tiếng Anh đó là play. Play ha. Và đằng sau how about và what about chúng ta còn một động từ thêm in, một gerund. Vậy thì chữ play cô phải thêm ing đuôi in vào. Tương tự ở dưới cũng vậy. Rồi bowling trong tiếng Anh, bowling. Rồi quy một cụm how about playing bowling. Dễ không mấy bạn? Dễ nha. Ok các bạn ơi, ví dụ này á thì cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cô rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến cuối bài học. Và các bạn ơi, nếu như các bạn có bất cứ một cái thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin này trên màn hình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong lesson sau của cô nhé. Goodbye.